Mến chào quý vị khán giả thân yêu, quý vị thân mến. Cha mẹ là những người yêu thương con cái vô điều kiện. Tình yêu ấy lớn lao và cao cả đến mức không gì có thể sánh được. Cứ như giọt nước mắt chảy xuôi, đấng sinh thành không chỉ là hậu phương vững chắc để con cái tìm về, mà còn là người luôn lắng lo cho con từng chút một. Thậm chí, đến khi con cái dựng vợ gả chồng, có cơ ngơi làm ăn riêng, cha mẹ cũng chưa hề yên tâm mà nỗi lo ngày càng to lớn hơn. Tiếc là không phải ai cũng có thể hiểu và trân quý sự hy sinh của cha mẹ. Như có một vị phụ huynh mới đây đã đăng tải câu chuyện của gia đình mình lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo đó, cô bán nhà và lấy tiền chia đều cho hai con. Đến số tiền còn lại muốn dưỡng già cũng vì con trai lâm cảnh nợ nần mà nhường hết. Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng và tấm lòng của người mẹ, vợ chồng đã không biết ơn, lại còn ăn nói không phải phép. Điều này khiến người mẹ vô cùng đau lòng. Câu chuyện có nội dung như sau, mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi năm nay 68 tuổi, đã có cháu nội ngoại đề huề. Ngày xưa, tôi làm nhà nước nhưng xin nghỉ, ra ngoài buôn bán nuôi con. Hai vợ chồng tích góp nhiều năm cũng mua được ngôi nhà rộng rãi, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Năm nào, gia đình tôi cũng được nhận giấy khen, gia đình văn hóa của địa phương. Từ ngày các con lập gia đình riêng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cùng. Tôi tuy sinh ở thế hệ trước, nhưng tư tưởng văn minh, tiến bộ. Phần hiểu tôi cũng ngại chuyện va chạm mẹ chồng nàng dâu, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Con dâu hay con gái sinh cháu, tôi sang bế ẵm, chăm sóc vài tháng rồi lại về nhà mình. Tôi thấy sống riêng như vậy khá thoải mái, hai vợ chồng già chăm sóc nhau, thi thoảng đi du lịch đổi gió, cuộc sống quay trở lại giai đoạn son rỗi. Chồng tôi mất cách đây 2 năm, khi ông ấy qua đời, các con động viên tôi sang nhà con cả ở. Chúng sợ tôi ở một mình, buồn chán rồi nghĩ quẩn. Tôi lưỡng lự mãi chưa đồng ý, thì con trai gặp chuyện làm ăn, nợ người ta số tiền lớn. Vợ chồng lục đục liên miên vì tiền bạc. Thời điểm đó, khu nhà tôi giải phóng mặt bằng để làm đường. Nhà tôi từ trong ngõ thành mặt phố, giá trị bất động sản tăng vùn vụt. Tôi được người ta đến gạ bán nhà nên đồng ý luôn. Số tiền bán nhà được 10 tỷ đồng, tôi chia cho mỗi con 4 tỷ, mình giữ lại 2 tỷ gửi tiết kiệm dưỡng già. Sau đó, tôi chuyển về sống cùng con trai cả. Thời gian đầu, mọi chuyện sinh hoạt, tình cảm mẹ con vẫn tốt đẹp. Dần mối quan hệ ngày một xấu đi, con trai tôi nợ nần. 4 tỷ là trả ngân hàng, nhưng nợ lãi bên ngoài vẫn còn hơn 2 tỷ. Con dâu ngọt nhạt hỏi vay nốt số tiền tôi gửi tiết kiệm, hẹn 2 năm sẽ trả đủ. Số tiền đó tôi để dành lúc già yếu, ốm đau, không phải nhờ cậy các con nên khá lưỡng lự. Những ngày hỏi vay tiền mẹ, con dâu tôi tỏ ra có hiếu, chăm sóc mẹ tận tình, bữa cơm nào bưng lên phòng cũng có đồ ăn ngon, hoa quả tươm tất. Khi tôi đồng ý cho vay, nhưng chỉ cho vay một nửa, con dâu thái độ ra mặt, trách tôi chắc lép. Tôi buồn vì lời lẽ của con dâu, tâm sự với con trai. Còn tôi không được lời nào động viên mẹ, còn quay sang mắng. Bà chắc làm gì quá đáng mới để vợ con nói như thế. Giờ bà than thở chỉ làm con mệt thêm, công việc của con đã bế tắc rồi. Tôi thấy con trai bênh vợ, đành im lặng, ôm nỗi buồn một mình. Con gái ở xa, lại bận rộn với 3 đứa con, tôi cũng chẳng muốn làm nó phải suy nghĩ. Lúc này, sổ tiết kiệm của tôi còn hơn 1 tỷ, tôi thấy cuộc sống với con cái nhiều lúc bí bách, không thoải mái nên định tìm viện dưỡng lão nào đó chất lượng tốt để gửi thân những năm tháng cuối đời. Qua một người quen, tôi tìm được viện dưỡng lão đúng ý mình. Tôi họp gia đình, bàn với các con thì chúng phản đối. Các con cho rằng tôi làm bẽ mặt chúng nó, họ hàng mà biết, kiểu gì cũng bảo chúng bất hiếu. Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu ngày một tồi tệ, những va chạm hàng ngày phát sinh
khiến hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Tôi buồn bực, tự mua đồ về nấu ăn riêng. Tình hình nợ nần của con trai ngày càng bi đát, chủ nợ đến nhà réo gọi cả ngày. Con trai bơ phờ, bỏ ăn uống, chỉ hút thuốc. Tôi xót con, rút sạch số tiền còn lại trả nợ giúp. Nhờ đó, con trai tôi bớt áp lực, có thời gian vực dậy chuyện làm ăn, còn lo cho tôi ăn uống như những khoản ma chay, cưới hỏi, tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ người cao tuổi lại không có. Tôi bảo con, mẹ có 2 tỷ, trước cho con vay 1 tỷ, còn 1 tỷ trả nợ gần đây coi như mẹ cho. Giờ mỗi tháng con đưa vài triệu cho mẹ tiêu vì mẹ không có lương hưu. Chẳng ngờ con trai tôi không chịu, nói tôi có việc gì đâu mà tiêu đến tiền. Mẹ đang phụ thuộc vào vợ chồng con thì đừng đòi hỏi. 1 tỷ mẹ cho con vay, bao giờ có con trả. Tôi nghe con nói mà buồn. Từ người có tiền, có tài sản, vì thương con mà tôi trắng tay còn mang tiếng ăn bám. Đem hết tiền bạc giúp đỡ cho con, người mẹ không ngờ có ngày mình bị đối xử tệ bạc đến thế. Trong thâm tâm bà thật sự cũng vì con cái. Lúc con khốn khó, nếu có giúp đỡ được gì thì bà không hề tiếc, thậm chí đem cả tiền dưỡng lão ra để cho con. Nhưng đáp lại tấm lòng của người mẹ là sự bất hiếu. Dẫu biết là người mẹ trong câu chuyện luôn yêu thương con hết mực, chẳng hề toan tính thiệt hơn, thế nhưng lời khuyên là phải luôn để dành tài sản phòng thủ cho bản thân. Đó không phải là ích kỷ. Con cái không vì thế mà khinh thường hay nghĩ xấu về cha mẹ. Của cải có được, rất nhiều cha mẹ cứ đem hết cho con và mặc định nó là của con. Nhưng sai lầm rồi. Con cái không tự tạo ra của cải vật chất, nghe cha mẹ để dành tài sản cho, thì bắt đầu nảy sinh tâm lý ỷ lại, lười biếng và tham lam. Chưa kể, giữa các con sẽ có sự bất hòa. Tiếp theo là sự bất bình đẳng trong gia đình. Cha mẹ sẽ ít để ý đến việc này, nhưng tại sao người làm ra của cải, bỏ công nuôi dưỡng con cái lớn khôn, lại chút hết thành quả của mình cho kẻ không làm gì? Rồi may này ốm yếu bệnh tật, lại ngửa tay xin tiền hay trông cậy vào sự bố thí của con cái. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của nhiều người. Có người bình luận, tuổi già có tiền, không phiền con cái. Nhiều cảnh ngộ tôi đã gặp trong cuộc sống cũng khẳng định điều này. Các cụ 90 tuổi, có tiền ở riêng, thuê ô xin phục vụ, sống thoải mái, tự tin. Có cụ chồng chết, nhà cửa giấy tờ tiền bạc, trao hết cho con trai, con dâu. Thế rồi cụ thành người thừa trong gia đình của mình. Tây bữa, bưng tô cơm với chút thức ăn, rồi ở chân cầu thang. Trong khi con trai, con dâu và các cháu quay quần vui vẻ quanh bàn. Sự đời cay đắng, khó tin, nhưng lại rất thật. Bản thân tôi sau khi chứng kiến những sự đắng cay đó, đã rút ra bài học cho bản thân là tôi đã chuẩn bị sẵn việc cho con thừa kế căn nhà mặt đường, nhưng chỉ sau khi tôi chết và di chúc sẽ được cập nhật bất kỳ lúc nào tùy theo biểu hiện của nó. Một độc giả khác cũng bình luận, tôi chỉ cần mạnh khỏe, sống hạnh phúc, không cần thọ quá. Tài sản cho con là cho nó học thành tài, có nghề nuôi bản thân, có đạo đức và lối sống thiện lành của cha mẹ trao truyền. Còn lại vật chất khác thì các con tự tạo ra trong tương lai. Chúng ta cả đời cần mẫn, có ít tài sản để dưỡng già. Khi ta mất đi thì nó trở thành của con. Thông điệp cho các con là tuổi trẻ cần lao động và tích góp, không ỷ lại. Khi về già thì các con cũng ung dung như ba mẹ xưa kia. Có thể thấy, cha mẹ già có tài sản trong tay thì như nắm quyền lực ngầm với con cái. Nhưng cách sử dụng thứ quyền lực ấy có lẽ còn quan trọng hơn nhiều, bởi nó liên quan trực tiếp đến cuộc sống cuối đời của họ. Cha mẹ làm ra tài sản có thể chia cho con cái mỗi đứa một ít, nhưng không có nghĩa là đem hết cho chúng. Hãy tạo ra điều kiện cho chúng biết kiếm ra tiền, trân quý từng đồng tiền kiếm được và trân quý thành quả lao động của bản thân và của cha mẹ. Cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời nên để lại tài sản phòng thân cho mình khi về già. Lúc ốm đau, tiền sinh hoạt, tiền ăn uống, nếu từ bản thân chi trả,
sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc dựa vào các con. Chưa kể, nếu sống chung với con dâu, con rể, bố mẹ càng phải độc lập kinh tế để khỏi gây khó dễ, vướng bận cho chúng. Sinh con, nuôi con đến khi 18 tuổi là cha mẹ nên để chúng tự quyết định lấy cuộc đời mình. Có học tập và làm việc mới kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Cha mẹ không thể đùm bọc cả đời được, càng cưng chiều càng làm hại chúng. Hãy để chúng tự sống như những con người bình thường ngoài xã hội. Tình cảm của cha mẹ dành cho con cái cứ như nước mắt chảy xuôi. Dù con cái có ngoan ngoãn hay ngỗ nghịch, thì cha mẹ vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Vì vậy, đạo làm con sống sao cho tròn chữ hiếu, phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ mới là điều đúng đắn. Đằng này, người mẹ trong câu chuyện dốc lòng lo cho con, đến khi hết tiền cũng là lúc vợ chồng con trai trở mặt, nói năng nặng lời. Thử hỏi giờ đây, bà phải đi đâu, sống ở đâu, và những lúc ốm đau làm sao? Vì vậy, đừng nghĩ có con là nhờ con, hãy nghĩ đến bản thân mình trước đã. Con cái rồi cũng có gia đình, chỉ có mình tự thương lấy bản thân mà thôi. Trong bài thơ, Mười thích của người cao tuổi có câu mở đầu thế này: Một thích trong túi có tiền, ai mời hiếu hỉ khỏi phiền cháu con. Người già có tiền là có thể tự lo cho mình. Cha mẹ thương con chính là khi về già không cần nhờ đến con cái phải nuôi mình. Nếu mình ốm đau bệnh tật mà con cái quá bận rộn không thể chăm sóc, nếu mình có tiền thì mình có thể thuê người chăm sóc mình. Ngày nay có dịch vụ chăm sóc người già và người bệnh. Họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp. Họ chăm sóc có khi còn tốt hơn cả con cái. Do vậy khi về già, đồng tiền chính là sức mạnh của người già. Do vậy, nếu cha mẹ có tài sản, cứ để lo cho bản thân trước. Còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Không nên giao tài sản của mình cho con cháu khi còn sống. Có trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng cho nhà, cho con, tự nhiên nhà đang của cha mẹ lại trở thành người đi ở nhờ con, như trường hợp của nhân vật trong câu chuyện kể trên đây đúng không nào? Quý vị có đồng ý với những chia sẻ này của Trần Thiện Mỹ đời hay không? Hãy chia sẻ quan điểm của quý vị bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.